Pro Max á, xài chừng 1 năm rồi nha. Lớp mạ còn nguyên, không tróc không bay một miếng nào hết. Em không phải đánh giá trên tỷ lệ một cây nha. Em đánh giá tỷ lệ rất nhiều cây bởi vì chính sách bên em á là có bảo hành cả rơi vỡ cái móc vào nước. Không giới hạn số lần, thay thế miễn phí nên thành ra nhiều khách xài trần lắm. Em cầm rất nhiều cây 15 Pro Max rồi. Em tưởng là Apple á, lần đầu tiên sử dụng cái mạ BBD này trên vỏ Titan á, thì sẽ lặp lại sai lầm kiểu như lần đầu tiên sử dụng trên iPhone 6S nó bị trùng chỉ á. Mà không, không, 5C khai tử em nói nha. Đầu tiên bỏ nhựa nha, Titan xài BBD không tróc một miếng nào hết. Đây nè, em còn để lại cái két bẩn. Không phải là giả bẩn nha, cái này là két bẩn của nó. Em xài gần 420 lần sạc lúc em mua tháng 10, đầu tháng 10. Đây, đó anh em thấy không, những cái vết này nè là trầy xước là do em cứng nha, em ba đập nha. Còn những vết này, còn có cái lớp vỏ nè, anh em thấy không, đút ra đút vô túi quần ấy nó bóng lưỡng nè, đó nó bóng bị mài xuống, bị mài mòn qua cái lớp mạ, em nghĩ là vài micromet thôi, nó bóng vậy đó. Còn nếu mà thật sự trên dòng 14 mắt lớp mạ em nghĩ là chắc nó trầy tanh banh hết rồi, vì càng bóng nhám thì nó đỡ trầy, nhưng mà cái lớp mạ dòng 14 mắt á thì nhìn bóng rất dễ trầy. Chịu. Vấn đề thứ hai á là vài ngày nữa là cái thằng 16 Pro Max nó ra rồi. Nhiều anh em thắc mắc là 15 Pro Max nên mua không? Thì em nói rồi, vài ngày đầu 15 Pro Max vẫn rất đáng mua. Giống như 15 Pro Max mới ra, 14 Pro Max nó lên giá đấy. Hàng VN, hàng New Seal, các kiểu, hàng LL, nó lên giá đấy. Thành ra 16 Pro Max ra, em thấy là 15 Pro Max năm nay bán chậm. Có thể do giá kinh tế hay là anh em thấy nó không cải tiến nhiều hay là vấn đề cung ứng. Em tưởng là camera mới ra cái thằng macro bị lỗi. Vì mới ra thì nó bị lỗi rung, lỗi vân vân, nhưng mà sau đây làm tốt, không lỗi. Rất ít lỗi cam zoom trên 15 Pro Max. Em bán số lượng nhiều em biết. Rồi ok, chốt 15 Pro Max vẫn rất đáng mua nha, bị lật tới 15 20 triệu lận. 16 Pro Max á nó lật tầm khoảng 10% á, em nghĩ 10% á, lật tầm khoảng 3 4 triệu thôi thì đáng mua. Giữa cây New Seal 15 Pro Max và cây New Seal 16 Pro Max lật 3 4 triệu thì đáng mua. Ví dụ anh em ví von cho anh em dễ hiểu, giống như là anh em đi vô mua hãng xe đó. Em nói à, cái màu sơn này giá nhiêu? 50 triệu. Thì ok, tôi chọn màu sơn đó, nhưng mà cái màu sơn cũ á, nó đâu phải là sơn chồng nữa, cái màu sơn cũ đâu. Nó phải trừ cái giá trị màu sơn cũ á chứ. Anh em hiểu không? Giống như giờ cái option á, nói à anh em vô hãng nó à cái màn hình này nhiêu? À cái màn hình này 20 triệu. Vậy cái màn hình cũ sao? Anh đâu có lắp cái màn hình cũ cho tôi đâu mà sao anh lại tính cái màn hình cũ màn hình mới 20 triệu. Anh em hiểu không? Cái chênh lệch giá trị linh kiện á nó chỉ tầm khoảng 10% thôi. Chứ không phải là cái màn hình cũ nó không thay cho mình, nó bắt mình thay nguyên màn hình mới, nó bắt cộng thêm 20 triệu. Cái đó là ăn hai đầu á. Nha anh em chú ý nha, nhiều lúc mấy cái option nó tào lao lắm. Nó không sơn cho mình cái màu sơn mới mà nó tính cái màu sơn mới là 50 triệu, có màu sơn cũ dục đâu. Tương tự vậy, 15 Pro Max nè, em có hai cây, hai mã. Anh em nên mua mã nào? Nhiều anh em hỏi là ủa bây giờ 15 Pro Max em nên mua bản có SIM. À, có khe SIM á là của mấy cái mã khác, hoặc là bản chỉ xài eSIM trên mã Mỹ thì ok. Bữa nay em mở cho anh em coi hai loại nha. Đây là mã Mỹ nè, đây là bản có cái SIM nè, còn đây là mã Mỹ nè. Rồi ok, nó khác nhau cái gì? Thứ nhất anh em nhìn vô anh em thấy liền là cái vị trí của cái khe SIM á là nó nằm đây. Thì có phải là nó chiếm diện tích của phần cái me nó nằm như vậy nè, thì cái phải là khe SIM nó chiếm một tích rất là lớn không? Nó bằng cỡ một gần bằng một đốt ngón tay á. Gần bằng một đốt ngón tay á nha. Thì cái khe SIM này nó chiếm diện tích thì nó sẽ chiếm diện tích của một cái linh kiện khác. Thì trên bản mà không có khe SIM á là Apple thiết kế hai dạng men. Dạng men mà dành cho bản Mỹ á là cái chỗ này là vị trí ổ cứng. Còn ở trong của nó là mấy cái IC sạc, rồi IC sạc không dây. Mặt dưới của nó là mấy cái Wi-Fi, IC Wi-Fi và IC Wi-Fi 2G và vài con tăng công suất. Thì em nói rồi, khi mà cái men nó dài hơn và nó lắp đặt linh kiện tản đều ra, ví dụ anh em xài wifi, anh em xài không dây vân vân, thì có phải nó mát hơn không? Anh hiểu không? Còn cái này nó tập trung. Cái khe SIM này, cái ổ cứng, cái vị trí mà khe SIM á, cái vị trí mà khe SIM này nè, nó xài điện không nhiều đâu. Thành ra nó không nóng. Nó sẽ nóng tập trung những cái chỗ khác. Em hình dung vấn đề đó không? Thành ra giữa mã Mỹ với lại mã mà xài có khe SIM á, thì mã Mỹ luôn luôn mát hơn. Em đo có nhiều lúc nó mát hơn cả độ. Mà mình nhớ khi mà anh em xài công suất cao á thì phải tự hạ độ sáng đúng không? Mà bản chất cái dòng 15 Pro Max này nè, tản nhiệt nó hơi kém. Em nói thật, 15 Pro Max tản nhiệt kém hơn 14 Pro Max. Bởi vì cái miếng mà Thermalbase, cái miếng mà dán tản nhiệt á, nó lại dán ở mặt lưng. Nó dán mặt lưng thì khi mà nó tản nhiệt á
thì nó sẽ tản nhiệt qua vỏ bằng cái gì? Qua vỏ bằng cái chất liệu nhôm của vỏ và titan đúng không? Mặt lưng rời đúng không? Nhưng mà nó bị cản bởi một sợi cáp. Thiết kế nó hơi ngao, Apple làm một sợi cáp nó đi cái đường dưới mặt men á, nó che vậy nè. Nó che vậy nè, thành ra tản nhiệt ra vỏ nó không hiệu quả. Thành ra thằng 15 Pro Max nó nóng hơn thằng 14 Pro Max. Đó nên em nói rồi, nếu mà anh em mua hiện giờ 14 Pro Max có đáng mua hay không? Em nói thẳng luôn vẫn cực kỳ đáng mua, 120 hè, độ sáng rồi độ tương phản y chang 15 Pro Max. Rồi camera, cam zoom khác thôi, còn cam chính và cam macro y chang. Thời lượng pin y chang, cổng lightning cũng ngon và cái chip nó chỉ thua tầm khoảng 10% vài phần trăm thôi, anh em sử dụng thực tế nó không xài hết. Em không bán điện thoại, em xài cỡ 11 Pro Max, 12 Pro Max là hết rồi. Cái nhu cầu em không cần, em check Zalo tới đó thôi. À, anh em nhớ hình dung nha. Còn 15 Pro Max, cái cam macro nè, anh em thấy vị trí cam macro là cam chụp siêu gần á. Em đang quay siêu gần cho anh em coi bằng 15 Pro Max này đó. Nó có thể nó quay được siêu gần như vậy. Thì năm sau, đó, em có clip từ đầu năm rồi, có phải diện tích nó còn không? Diện tích nó còn, nó thu mỏng cái viền màn hình lại, nó tăng cái thước vỏ lên từ 6.7 lên 6.9 inch, thì nó sẽ đủ chỗ nhét một cái cam khoảng tầm khoảng 48 mm đó. Em không rõ, em đoán thôi, tại vì bây giờ trên mạng toàn thông tin lách ra không à, mà mấy em kinh lách ra thì toàn là một nửa sự thật, thì đâu phải là toàn bộ sự thật đâu, thì mình đừng có tin, cầm trực tiếp trên tay mới biết. Còn em nghĩ là macro, em có clip từ đầu năm rồi, thì cam macro sẽ update rất là mạnh nha. Chỉ thế thôi, chip mạnh hơn chút xíu, vỏ titan đã ký với hợp đồng cung ứng rồi, thì 16 Pro Max vẫn xài vỏ titan thôi. Cải tiến xíu camera, men mạnh hơn xíu, cũng trên tiến trình 3 nanomet thôi, chứ lẽ xuống 1 nanomet lẹ vậy. Pin cũng vậy thôi, em nghĩ là 16 Pro Max sẽ thiết kế là bản men, bởi vì bản men của 15 Pro Max vẫn chưa tối ưu. Vẫn chưa tối ưu nha, men 15 Pro Max vẫn chưa tối ưu. 16 Pro Max có thể là nhỏ hơn, men nhỏ hơn. Còn cầm máy, bây giờ cầm máy trên tay thì mới biết, vài ngày nữa 16 Pro Max nó ra rồi. Và em nói thật luôn, 15 Pro Max anh em chờ giảm giá khó lắm. Khó lắm. Khi nào mà hàng Việt Nam về nhiều, hàng LL không đầu cơ, hàng Thái, hàng Sinh, mấy ngày đầu anh em pre-order, anh em tự lấy cái app, anh em pre-order, ẹt thẻ Visa để biết vô. Visa của anh em đặt bên Thiên, bên Thái, là anh em tự qua đó, anh em nó mua. Đừng có để cho tụi đầu cơ như La Bu Bu hay là Bóp Mắt. Mình cứ quay lưng, mình không mua. Thị trường VN đổ về nhiều, hàng hóa nhiều rồi thì sẽ giảm đầu cơ. Anh em hiểu không? Còn anh em cứ bơm, cứ mùa giải iPhone mà cứ bơm ra tầm khoảng tháng, cứ suốt ngày cứ đụng là múc, đụng là mua, thì giá còn cao hoài, vài năm nữa vẫn cao hoài. Cái này em nói ra để anh em mình được lợi á, anh em giảm đầu cơ thì anh em được lợi, mình mua được gần với giá trị thật của nó. Hãng nó ghét đầu cơ lắm, mình ra anh em mua phải ắc ti tại chỗ, nó xé siêu. Kiểu giờ anh em mua con La Bu Bu, anh em cứ vừa mới được cái hộp, anh em xé play box, anh em xé luôn. Cứ anh em vừa mua xong anh em xé thua, sao bán lại nữa. Anh em mình vô không? Đó là cái cách làm của hãng, quan trọng có muốn hay không thôi. Còn em nói rồi, 14 Pro Max hiện giờ vẫn rất đáng mua. Tuy nhiên, 14 Pro Max giữ giá quá lâu, em nghĩ là sẽ có một đợt tuột cũng cao 500 triệu gì đó. 15 Pro Max thì không tuột sâu hơn nữa đâu. Thì năm nay 15 Pro Max nó tuột tiệm cận 14 Pro Max quá rồi. Còn 16 Pro Max mới ra giá trên núi, nhất là những cái màu mới nha. Và thay đổi vẫn không đáng kể, 15 Pro Max còn ngon chán. Năm ngoái em chơi 15 Pro Max bởi vì nó lật tới 15-20 triệu vào cái vỏ. Nó mạ, nó bọc titan có 1 mm thôi, nó không bền được 15 Pro Max. Mà năm nay em phải suy nghĩ lại, vỏ titan xài chừng bền khít. Rồi, thế nha.